Dạ vâng, xin chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio âm thanh số. Hôm nay chúng em chia sẻ một bí quyết nhé, một bí quyết để làm mới lại bộ dàn âm thanh của các bác và anh em. Một bí quyết chỉ cần đầu tư một cái mức chi phí rất là nhỏ thôi, nhưng nó lại tăng được lại cái sự phấn khích, cái sự háo hức, phấn khích như lúc, như những ngày đầu chúng ta mua một bộ âm thanh mới về, mà bằng một cách nâng cấp rất nhỏ cho bộ dàn âm thanh các anh em. Đó là gì ạ? Đó là thêm một cặp loa siêu chép rời vào nữa, thêm driver vào cho bộ dàn âm thanh chúng ta. Chúng ta đang nghe một bộ dàn, em lấy một ví dụ, chúng ta đang nghe một bộ dàn mà các anh em mua một đôi loa G1000 với X7DAC cách đây từ đợt trước Tết đi, từ đợt cuối năm ngoái đi ạ. Các em nghe đến thời điểm bây giờ thì nghe mãi rồi, nó nhàm rồi, nó quen tai rồi. Phải nói là nó quen tai chứ không nhàm, nó quen tai rồi ạ. Và em có một cái bí quyết nhỏ để nâng cấp cái, để tăng thêm cái độ phấn khích, hưng phấn, phấn khởi, hồ hởi như cái ngày đầu mà các em mua bộ dàn âm thanh về. Đó là bằng cách thêm một driver nữa, thêm một đôi loa siêu chép dày vào nữa, thì các em sẽ nghe nó khác hẳn luôn, nó khác hoàn toàn luôn. Và trong cái video này em ưu tiên ghép cho các anh em một đôi loa chép JBL vào nữa. Em sẽ bỏ chép ra cho các anh nghe thử nhá. Đây, em sẽ bỏ chép ra. Đó, đây, các anh em đang sử dụng. Đây, em sẽ tăng chép đây, gần như tăng hết chép lên đây rồi. Rao rớt bật. Đó, em tăng volume to lên nhá. Đây, các anh em đang nghe bình thường. Đây, các anh em đang nghe bình thường mà sử dụng một cấu hình mà bên chúng em, em lấy luôn ví dụ em bán bộ này rất nhiều đi, G1000 với X7DAC. Các em đang nghe bình thường như này nhá. Mới mua về nghe sướng lắm, thuê thích. Các em mới mua về, cái cảm giác mới sở hữu bộ dàn nó sướng lắm, nó phấn khích lắm, nó hồ hởi lắm, nó như kiểu vợ mới á. Đấy, như kiểu đêm đầu tiên tân hôn. Nhưng chúng ta sử dụng một thời gian lâu rồi, chúng ta sử dụng một thời gian lâu rồi, chúng ta nghe quen tai rồi, nghe quen tai rồi, và chúng ta muốn nó khác biệt đi bằng một cách ít chi phí nhất. Thay vì chúng ta bán hẳn bộ dàn thì mua bộ dàn cao cấp hơn, thì chúng ta sẽ có một cái tăng thêm driver, tăng thêm một thiết bị nhỏ nữa thôi, sẽ làm cho chúng ta có thêm cái sự phấn khích như mới đầu nhận được bộ combo này luôn. Bằng cách rất đơn giản. Đây, các em đang nghe nhá, nguyên đôi loa. Bằng cách rất đơn giản, em sẽ tư vấn các em mua thêm đôi loa chép này nữa về ghép vào. Nó sẽ làm, nó sẽ hoàn toàn thay đổi bộ dàn luôn các anh em luôn. Tạo cảm giác như phấn khích như ban đầu mới sở hữu bộ dàn âm thanh luôn. Đó, các em đeo tai phone và sẽ thấy khác biệt. Đấy, chỉ cần đầu tư 2,2 triệu nữa thôi là chúng ta lại có bộ dàn nó khác biệt, nó như mới luôn, tăng thêm độ phấn khích khi nghe nhạc. Các em nghe sướng không? Tiếng chép sướng không ạ? ST200, 2,2 triệu đồng của JBL. Đấy, một bí quyết rất nhỏ, em nói nhỏ các em nhé. Bạn nào xem được video này mà đầu tư thì cứ đầu tư thôi. Một cái chia sẻ rất nhỏ, một bí quyết nhỏ để tăng thêm cái sự khoái, cái sự hưởng thụ, phấn khích như ngày đầu chúng ta mới mua bộ dàn âm thanh. Đó, một cái mức đầu tư rất là nhỏ. Em tăng volume cho em nghe khác biệt luôn ạ. Đó, đánh tách tách luôn. Dạ vâng, và em sẽ khép video tại đây. Tất cả mọi thông tin mua sắm về cấu hình loa hay một đôi loa siêu chép JBL này có thể liên hệ trực tiếp cho Zika chúng em qua số hotline 0963889192 và 0965503357. Sau đây em xin được khép lại video tại đây. Cảm ơn các em rất là nhiều. Chia sẻ, like, share cho chúng em nhé. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ Zika chúng em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo ạ.